tinh chất tế bào gốc Ubicell là sản phẩm không thể thiếu của mọi làn da căng bóng. Tinh chất dạng cô đặc, kết cấu lỏng nhẹ, dễ dàng thấm sâu vào da cho hiệu quả tối đa. Được mệnh danh là tinh chất thần thánh trong việc tái tạo da, đẩy lùi các dấu hiệu của lão hóa, giúp trẻ hóa cho làn da. Trong mỗi giọt tinh chất chứa sức mạnh tiềm ẩn từ tế bào gốc xương rồng Noben, 6 loại peptide cùng các chiết xuất chống lão hóa, trẻ hóa từ thiên nhiên. Các thành phần này giúp sản sinh collagen tế bào mới, giúp tái tạo da, phục hồi vết thương, vết thâm, đồng thời ức chế quá trình hình thành melanin, dưỡng sáng da và làm đều màu da. Sau bước làm sạch và cân bằng da, bạn dùng tinh chất chấm trực tiếp lên da mặt theo 5 điểm: trán, hai bên má, mũi và cằm. Sau đó dùng tay thoa đều tinh chất lên khắp vùng mặt, vỗ nhẹ để tinh chất thấm sâu vào từng lớp tế bào da. Bạn sẽ cảm nhận được làn da mềm mịn, căng bóng, tươi sáng ngay sau khi sử dụng. Dùng ngay tinh chất tế bào gốc Ubicell để hóa ngay tuổi da và sử dụng đều đặn 2 lần mỗi ngày để làn da của bạn được trẻ hóa, căng bóng một cách tối ưu nhất. Hãy khám phá sự kỳ diệu mà tinh chất tế bào gốc tái tạo da Ubicell mang lại cho làn da bạn.